Thưa bác sĩ, bệnh bạch hầu lây lan như thế nào? Thì bệnh bạch hầu là một cái bệnh truyền nhiễm mà nó do vi trùng gây ra. Đây là một cái bệnh nó có thể lây nhiễm qua đường hô hấp và đôi khi nó có thể lây nhiễm qua những cái vật tiếp xúc. Tại vì khi mà người bệnh nói chuyện, khi ho, khi hắt hơi có thể thải những cái vi trùng ra ngoài môi trường. Và khi mình tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, mình có thể lây bệnh hoặc là mình tiếp xúc gián tiếp với lại những cái bề mặt tiếp xúc đó, mình cũng có thể bị lây bệnh. Bạch hầu này nó có thể ủ bệnh từ 2 đến 5 ngày. Tuy nhiên thì cũng có những cái trường hợp nó ủ bệnh lâu hơn, đến 6 tuần. Do đó mà trong cái thời gian ủ bệnh đấy thì cũng có thể lây lan thành bệnh. Với lý do đó thì là bạch hầu nó có thể lây lan nhanh.